nó thấy má mi quay rồi xoay qua quay qua phải không tại sao bên sầm bị tham ao hả nói cho má mi nghe coi quay qua đây coi hử? tại sao bên sầm bị tham ao tại sao bên sầm bị phạt hả hử? nói cho má mi nghe coi xoay qua nghe không tại sao bên sầm bị tham ao nói hử quay bên sầm bị tham ao Má hmm. Mommy told Benson. Mommy nói là at school con phải ăn. Ăn chưa? Mi đem đồ ăn cho con. Con không chịu ăn gì hết. Con đòi ăn nuôi. Mi làm nuôi sức cho con. Con không chịu ăn. Không, Mi nấu cực khổ. Mommy Mi mua đồ tốn tiền nữa. Mà Benson không chịu ăn gì hết. Benson hứa là Benson ăn rồi. Tại sao Benson không ăn? Benson, come on, not die. Tell mommy why. Why you don't eat? You say you want to eat a butterfly. Mommy cooked the butterfly for you in the soup, but why don't you eat? Hmm? So today, know everything for Benson today. No food, no toy, no iPad, no phone, no TV. know anything. Today, Benson Benson sleep outside, okay? The wolf come to sleep with you. Nó no, không chịu ăn gì hết trơn á. Mommy tốn biết bao nhiêu tiền. Không chịu ăn. Đó, lì đó. Con phân tay đi. Time out it until you sleep. And when you sleep, you go outside and sleep outside, okay? Not because you don't eat. Bốn tuổi rồi đó, you four year old. You are a big boy. You don't eat, how can you strong? You want to be strong, you have to eat.